Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Từ tài khoản vương giả từ level 1. Liên phân bộ nào dự phần mô tả nhé. Là người có công hội chúng ta sao? Sao chỉ đến có một người vậy? Cố ý khiêu khích không chủ động tiến công chính là vì muốn tiêu hao chiến lược của chúng ta sao? Nếu như chúng ta chuyển đội viên từ hai địa điểm đóng quân khác tại đây thì càng đúng ý bọn họ, là bởi vì chúng ta chủ động làm suy yếu chiến lược của các điểm đóng khác quân, không chừng đến lúc đó thì làng già sắp phát động tổng tiến công đánh toàn diện xâm lấn. Như vậy thì ít nhất thì chúng ta có thể có hai điểm đóng quân của chúng ta. Anh nói thử đi đội trưởng. Cậu đào tật này là ai vậy? Không giống với mấy anh em đóng quân ở gần đây, là tiếp viện mới tới sao? Nhưng mà người vừa rồi nghe cậu ta nói thì cũng rất có lý. Lan nhá, đưa tiếng cái gì cũng làm được mà. Phải thông báo cho các anh em ở điểm đóng quân khác mới được. À cái đó, người anh em à, cậu đây là cấp mấy vậy? Nhìn lạ quá. Đã thật này hoặc nhìn là nhìn biết gì mà bất phạm, chắc hẳn là cao thủ của công hội chúng ta. À cấp 15 vừa mới chuyển chức. Hả? Hả? Cấp 15, cậu đến đây không phải đã chịu chết hay sao? Các anh em phụ trách đóng quân ở đây đó đã chuyển chức rồi đó, hơn nữa đã cấp bậc đều không dưới cấp 23. Cấp 15 như cậu thì tới đây làm được cái gì chứ? Người có trên miếng mấy người thật đúng là tạc nhân tài ha. Cấp 15 qua đây là muốn khai vị sao? Nghĩ mình là ai chứ? Cấp 15 thì làm sao? Từ lúc nào vậy? Nhanh quá. Hơn 50 người vừa đốt khai đã vũ khí mới của tôi đấy. Còn anh em cái gì nữa? Trái miếu vô tích sự thì đấy. Cung miệng đã chưa làn nhà. Mấy người đã phá vỡ thỏa thuận giữa các công hội xâm nhập vào điểm đóng quân của chúng tôi, thế mà cô ăn hoài nói bậy. Nó cười, cậu chơi cái trò quên đêm theo não à? Đây được gọi là sách lược hiểu không? Bớt tào lao lại đi. Mới gọi quân tiếp liền đến để tránh làn nhà của chúng ta bị bắt lại người, bắt nạt người ta đi. Hơn nữa nhìn mấy người tôi cũng chán, cũng muốn đánh luôn đi. Không còn nói lý lẽ với đám tập nhạc lão nhá này đâu. Cái đợt tên cấp 15 đó sống lớn từ lúc nào vậy? Tên đợt ta cấp 15 đó, cậu ta đang làm cái gì vậy? Cậu ta mất trí rồi sao? Sống tới nhiều trước nhiều người như vậy? Mình không nghe nhầm đi chứ? Người này mới cấp 15, nhưng mà chuyển động vừa rồi không giống như vậy. Nói thế nào thì mình cũng là cấp 25. Hãy giống cáo hạ gục cái tên đạo tặc không đầu óc này, rồi tao dừng uy tín trước mặt ca niệm thôi. Tên liều lĩnh đó đến rồi. Đây là buộc làng nhà chúng ta khi dễ người à? Đừng nói làng nhà, mà chúng ta nhân số đông khi dễ người khác. Để tôi một mình đấu với hắn ta, cho hắn mở mang tầm mắt. Sau một thời gian dài chiến đấu với ảnh phản chiếu đã làm mình ý thức được nhiều thứ, không nên liều lĩnh lao vào một đám người. Tập chiến tàu thắng, ông này không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu. Cấp 15 phải không? Vừa mới chuyển chức ra đã thấy bản thân mình là vô địch chắc. Luôn có mấy cái con gà luôn tự cao như vậy. Hãy cho hắn cảm nhận được sự đả kích của thực tế, xem như là bạn ân cho hắn ta. Lỗ kiếm tài chiến sĩ à, chú ý đến kỹ năng cầu chiến. Nhấn. Trong lúc phóng thích kỹ năng thì hắn ta có thể đánh vào các ngón tay của mình một cách chính xác, làm gián đoạn kỹ năng của mình bằng phương pháp cực độ như vậy. Việc này có khả năng phán đoán và độ chính xác ra sao? Chỉ cần có một chút sai lệch thì không thể nào mình định trúng được. Hắn ta lấy sự tự tin đâu ra chứ? 0,75 giây đánh trúng nhược điểm. Nhược điểm x3. Thêm bạo kích 1. Việc ngay lập tức rủi. Người này quá chậm. Tất cả động tác ngay cả hô hấp đều cảm giác có chồng chất sợ. Cái này thì khác gì đứng yên và đánh chưa? Là bởi vì mình đã quen với tốc độ và tần suất của các anh phản chiếu kia. Bọn họ ngay cả hô hấp cũng cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần công kích, động tác phòng thủ
đều làm được tới cực hạn, chỉ là cần phải đổi xài một lần hô hấp thì cũng có thể chỉ bị giết ngay lập tức, đối lập hoàn toàn thực lực của những người chơi bình thường này có chút kém. Mấy người đã chuẩn bị chưa? Không, là quá kém. Tình huống bên kia thế nào? Hình như là động tĩnh càng lúc càng lớn. Đạo ta có 15 kia, ứng có phải là đã mau tản ra đi. Pháp sư sợ Thuẫn chưa bị lui. Mau, Thuẫn đâu rồi? Mau đưa Thuẫn ra. Tốc độ của tinh đạo ta kia quá nhanh rồi. Để tôi đi thì nhìn thử. Phía trước còn có rất nhiều cát bụi nè. Còn tàu nè, có chân bộ họ về công. Giờ con cách đi. Cái này đi sao có thể chưa? Ấy, đừng sợ, đối phương chỉ có một người. Không cần sợ, tập trung đi. Muốn tập trung cũng phải nhìn thấy người chứ. Lối tốc độ này của hắn giống như là vài cao thủ đạo tặc ở trong công hội chúng ta. Không có thể liều mạng với phó hội trưởng ôi thứ của chúng ta rồi chứ. Cấp bậc của tên này hắn là rất cao cấp. Thật là có lỗi, tôi cấp 15 vừa mới chuyển chức. Công kích thật là khủng khiếp. Cả đồ ngà máu chảy đi. Pháp sư và Thuận có nghe thấy không? Lại nói chưa, sau khi chuyển chức thì bạo kích và ra tường chí mạng của mình so với trước đây đã tăng gấp đôi. Có lẽ là do thức tinh giả hoàn hảo. Hơn nữa, bất kỳ công kích vào nhóm nhược điểm, sát thương chí mạng đều được tăng gấp đôi. Cái đám người này không ý thức phòng bị này, trang bị cũng cộng hơn bạc trắng. Ngay cả lá chắn thịt thì cũng còn chống nổi được mấy đòn tấn công của mình. Sau khi phó bản công hội mở ra mới là sự kiện chính, để bảo đảm toàn lực thì tất nhiên trong giai đoạn đầu sẽ không có cao thủ xuất trận. Nói cách khác thì đối với một nhiệm vụ khiêu khích cấp thấp như vậy là ai cũng được, nên công hội sẽ không phái cao thủ ra. Vậy thì tìm thấy người để giúp tôi thích nghi với trận thái này. Hắn đến rồi đó, cầm cỡ nha. Dạ anh em xin trợ giúp đi các anh em à. Ở điểm đóng quân số 4 đang chạy lại đây sẽ nhanh thôi. Cái gì, một đạo ta cấp 5 mà đánh tan được bọn họ sao? Cái đám là nhà đáng chết nị. Còn dám coi thường trên miếng chúng ta nữa hay không? Tranh thủ thời cơ, lên lên lên. Làm cái gì vậy? Con muốn ông đây đến giúp mấy người sao? Nhiệm vụ của mấy người chỉ là khiêu khích không phải sao? Cuộn chiến sĩ à? Viện quân của làng già đến đây rồi. Đội trưởng đến rồi à? Các anh em ổn định lại nào. Vừa rồi là do trận hình của chúng ta không tốt, nó mới bị đào tạc ký lợi dụng sợ, phối hợp với đội trưởng của phản công. Tại sao lại là đội trưởng còn lên không? Đi đã, hắn là quân chiến sĩ đó. Mỗi chiến sĩ sau khi chuyển chức thì có thể xuất hiện phái đặc thù, còn có được hình thức cuồng bạo, cũng coi như là có thực lực công kích mạnh mẽ và khả năng chống chịu gấp đôi so với chiến sĩ bình thường. Thật không là may mắn mà. Đúng là sau khi chuyển chức thành công cũng là giáp trụ chiến sĩ bình thường. Mặc dù giai đoạn sau cũng không thua gì quân chiến sĩ, nhưng mà hạng thuộc tính của quân chiến sĩ trong giai đoạn đầu này xem như là mình đã nghiền áp mình một đầu đáng giận mà. Là quân chiến sĩ sao? Đạo trưởng à, anh không được so sánh với người ta đâu. Không cần cậu chết. Cậu tới cố ý nhắc nhở mà. Đạo trưởng à, mấy cái mũi tên đang bay đến đây. Cái tên đạo tặc này xem như cậu dẫn thứ gì kia tới rồi kìa. Mau mở ma thấp Thuẫn ra. Cả pháp sư. Đạo trưởng à, mấy cái mũi tên này mạnh quá, ma pháp còn lại của chúng ta không trụ nổi. Cũng giống như mình, trước khi mở thành đội trưởng điểm đóng quân cũng là nhân tài không được trọng dụng. Nhanh giải quyết đi, thật là nhàm chán mà. Cũng giống như là trong lúc chiến đấu thông thường, một hoặc hai đợt tấn công tạm xa đã phá vỡ trận hình của đối phương, rồi mang theo vài người xông lên. Nhưng với thực lực của chiến sĩ như mình thật là quá dễ dàng. Đội trưởng à, phía sau. Nhất trọng sương ảnh đã đến rồi sao? Anh còn nghĩ em sẽ không nhanh như vậy. Lần chết đại ca, gói về. Tất nhiên là em phải đến đầu tiên rồi. Màu đừng có đỡ cái tên đó, tên lùng đó chị thoát. Nhận được tin của lần chết đại ca, em liền lập tức chạy lên đây, không kịp trả lời tin nhắn. Khó trách em không trả lời tin nhắn. Anh còn tưởng là em đã trong pho bản cơ. Nhìn có vẻ lớn lời không ít hà. Trang bị của em đều là bà trắng sao?
Thực ra là trang bị linh tinh thôi, trước mắt thì chưa có lựa chọn nào tốt. Còn đúng, làng sách đại ca, trong khoảng thời gian này anh đã đi đâu? Làm em lo muốn chết rồi, cả tháng trời luôn đó, không nói một tiếng đã biến mất liền. Pháp sư tiếp tục phong ma pháp đánh trả kìa. Gặp chút chuyện trong lúc diễn chức thôi, không có việc gì thì bây giờ trở lại không phải đã tốt rồi sao? Được rồi, Thiên Na tỷ thì cũng lo lắng gần chết, anh phải quay lại gặp chị ấy khi chuyện này kết thúc đó. Nhất định rồi. Còn bên Phạm Tập Phù thì anh cũng phải xem thế nào. Gần đây bận quá, tài liệu gì đó thì cũng đã đến lúc anh đưa đến cho Phạm Tập Phù, không biết cô ấy thế nào rồi. Đúng rồi, em nhớ lần cuối cùng em gặp cô ấy thì cô ấy còn nói nếu anh có rảnh rỗi thì đến chỗ ấy cô ấy một chuyến, hình như cái chút tình muốn nói với anh. Nhưng mà rồi chuyện sau này xảy ra chắc là sẽ bị cô ấy mắng chết mất. Được rồi, xong chuyện thì anh sẽ qua đó một chuyến. Hai người các cậu đừng có bắt đầu anh nói chuyện phiếm chứ, mau đi hỗ trợ đi chứ. Đội trưởng chiến sĩ thấp bé kia hình như là, được rồi, cậu ta là tiểu tông lâu tử của anh, sao cậu ta lại đến đây? Nghe nói rằng gần đây cậu ta đang hoạt động ở chiến đội đệ tam, còn có người có chiến đội đệ nhị mà cậu ta thành lập đội, mà hình như sau khi chuyển chức thực lực của cậu ta lại trở nên mạnh đặc biệt. Cũng có người trong chiến đội đệ nhất mời cậu ta thành lập một đoàn đội cố định, nhưng cậu ta đều từ chối hết rồi. Bao nhiêu người nằm mơ cũng không kịp, sao cậu lại chỉ tới đi? Vừa rồi tôi nghe Tống Lâu Tử gọi người kia là Lăng Sát Đại Ca, chân lịa. Cậu ta là lão đại của đoàn đội độc lập ánh sao? Không phải là cái tin đồn cậu ta đã lùi game không chế nữa sao? Một tháng không thấy người đâu cả. Đội trưởng à, bọn họ không thèm để anh vào mắt. Mù nội đấy chứ, một đám sắp chết đến nơi rồi cũng không biết điều à? Vừa đúng lúc có thể giúp tôi đỡ nhàm chán. Tấn công tạm xa tại chỗ, những người khác thì theo tôi lên. Dừng, lợm thịt hết bọn chúng. Chiến sĩ ở chiến ý dũng động. Hệ thống chiếu dũng động là kỹ năng chủ động, nâng cao lực công kích diện rộng trong khoảng thời gian ngắn. Công kích có thể tích tụ chiến ý, sau khi giá trị đã tới mức cao nhất có thể phóng thích bạo liệt và va chạm. Nên đi, cuồng chiến sĩ giao cho, cuồng chiến sĩ giao cho em đi, Lăng Sát Đại Ca. Còn anh thì, còn lại thì nhờ anh ấy. Đã trưởng thành rất nhiều, thiếu chút nữa thì đã quên mất. Em ấy là Thuần Sơn Túng Lâu, oai phong một thời trong kiếp trước. Đội trưởng à, hai người bọn họ cứ vậy mà xông lên, còn chúng ta thì sao? Cả hai đều quá vội vàng rồi. Theo tôi lên đi, không thể để cho người khác nói chúng ta chỉ biết ở bên cạnh đầu bờ. Chúng ta cũng không phải là ngồi không. Khí thế như hồng. Khí thế như hồng là kỹ năng dạng hào quang, tăng sòng kháng cho bản thân và tăng tốc độ di chuyển. Đồng đội trong hào quang lượng sòng kháng sẽ tăng lên gấp đôi. Lại càng nhiều đội trong hào quang thì hiệu ứng càng mạnh. Hiệu ứng hào quang tương tự lại không tăng. Được được đúng. Chúng ta không thể không phải là dễ chọc. Diệp, lỡ lên. Giết đến ngày của cái đám chó này rồi. Còn chưa kịp hỏi tiểu lừa tử sau khi chuyển chức có xuất hiện đặc thù gì không, mà các loại thuộc tính lại có biến hóa như thế nào. Thế mà quân bài mà nhớ về mấy lại còn chưa lật, tất nhiên là chúc phúc đó là dụng khi chúc phúc. Mà để cho tiểu lừa tử có thể nắm giữ được lực lượng chúc phúc thì một cách hoàn mỹ thì còn một khoảng cách khá xa. Dung đã thất bại dưới tay cuồng chiến sĩ, mà cuồng chiến sĩ mặc dù là chức nghiệp được tách ra, nhưng trong giai đoạn trước mắt này thì cũng không thua kém gì chiến sĩ. Hãy để cho anh thấy thực lực hiện tại của em đi. Lên sân khấu hoành tráng như vậy làm tôi tưởng là cao thủ gì chưa, thì ra chỉ là tinh lùng cấp 25 thôi. Ông đây là cuồng chiến sĩ cấp 28 đó, để cho con thấy như thế nào mới gọi là cách chơi của chiến sĩ cấp 28 sao. Cũng không tệ lắm, nhưng chỉ như vậy thì không có tư cách để dạy tôi chơi chiến sĩ như thế nào đâu. Hay là để tôi dạy cho anh cách chơi mà vẫn có thể nói không chừng. Tức cười mà.
Nhóc còn chưa đủ một lông cánh đâu để cho ông đây thấy ba mẹ mày giáo dục nhóc nha. Dành cho mẹ nhóc nhận không ra, bạo liệt giá chậm. Chân đưa kỹ năng bạo liệt của va chạm của mình sao? Sao có cảm giác lực lượng của tính này càng lúc càng mạnh gì? Mặt Thuận có tiêu tử lâu này có vẻ rất thú vị. Thuận nặng quá, sao cái tên nhóc này lại nâng được một thứ nặng như vậy chứ? Vũ khí của bạn đã bị phá hư. Đây là đáng đùa sao? Đây là bây giờ ai mới là nhóc con đây? Đợt từ này sao lại? Sao lại có thể biến thuận? Nói cho tôi biết hiện tại ai mới là nhóc con? Đây là kỹ năng gì vậy? Đây là kỹ năng đặc thù sau khi chiến chứ sao? Kỹ năng đặc thù từ chức nghiệp chiến sĩ. Có phải từ chức nghiệp chiến sĩ hay không thì anh không có tư cách để nhìn. Đại địa quản thú, hệ thống nhắc nhở không thể di chuyển. Ui, đất sụp rồi, là thương tổn liên tục mau rời khỏi đây. Đừng vậy, đất đã sụp rồi, về nhà thu quần áo đi. Phong nhận mặt hầu. Chà, kỹ năng cấp thấp lúc trước không đủ để thường tổn sao? Nên không thể nào thu hoạch được à? Xem ra các kỹ năng trước khi chuyển chất cũng sẽ có đổi mới. Vậy thì phải bổ thêm một đào rồi. Sơ ý rồi. Quá sơ ý. Không phục thì lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Luôn luôn sẵn sàng nhận khiêu chiến. Làm tốt lắm. Cứ như vậy thì chỉ còn là một vài tên tập nhàm thôi. Trước mặt lần sách đầy ca thì em không thể dọa người được. Đội trưởng à, con lại giao cho các anh đấy. Chúng ta đi trước đây. Thổ tính và ta cùng bố của hai người này. Chứ dù không có chúng ta thì cũng không chừng cũng có thể tiêu diệt cái đám làn da này. À, hai vị đại đại, xin lỗi, phó bản công hội một tuần sau hai vị có tham gia không? Để xem tâm trạng. Đi đây. Nếu như hai người bọn họ cũng đến hỗ trợ, tỷ lệ thắng của công hội chúng ta sẽ cao lên rất nhiều. Đặc biệt là đào tạo cấp 15 kia. Đến ra như cảm giác là như cấp 50 vậy. Được rồi, không nói nữa các anh em à. Thế tôi cùng nhau đuổi giết cái đám cháu trai lăn nhát còn lại nào. Còn dám chạy sao? Được rồi, hãnh diện thật đấy. Khoảng cách của cô truyền tống gần nhất còn một đoạn là khá xa. Tiêu lợi tự à, sau khi em chuyển trước thì có thay đổi gì không? Để xem, hình như có hơi dài. Nó viết là chiến sĩ trúc phúc phái sinh ở thú nhân thuần sơn. Quả nhiên bởi vì có được chúc phúc cho nên sau khi chuyển chức thì con có phái sinh tương ứng. Tôn sơn tung lựu của tương lai à. Kiếp trước thì chưa từng nghĩ tới sẽ có tiếp xúc gần như vậy. Kiếp này lại là bạn đồng hành. Mà tiêu lưu tử hiền thoại và em, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Những thứ khác thì không hiển thị nhiều thông tin lắm. Chỉ nói là đang phát triển. Chẳng lẽ biết em ấy năm nay 12 tuổi sao? Vậy thì cứ dấn dần lên. Tuổi trẻ thì là tốt mà. Nói như là anh già lắm vậy. Lan sách đại ca, anh ấy nói đã nói với Thiền là tỷ là đã trở về chưa? Chị ấy lo lắng gần chết rồi đấy. Đã nhắn tin cho cô ấy rồi, nhưng sẽ đến nói chuyện với cô ấy sau. Bây giờ phải tranh thủ đến gặp Phạm Tập Phù trước lúc lúc ao. Em vội việc gì thì cứ đi trước đi. Gần đây quốc gia mới cho ra một hệ thống trao đổi tiền tệ từ trò chơi Thiên Ống Đời Lục.
thậm chí là cả thẻ ngân hàng cũng có thể buộc định với tài khoản trò chơi. Nhưng mà quy định chỉ có thể đổi kim tệ trước mắt một kim tệ tương đương với 1.000 tệ tiền thật. Giá cả thì trang bị hay là tài liệu trong trò chơi cũng được điều chỉnh tương ứng. Khi đó đưa thêm tiền đỡ phàm tập phù bổ sung được. Thì cũng sắp đến kỳ hạn thôi một cửa hàng rồi. Sau đó thì mua đạo cụ rồi tiêu hết mấy cây này rồi đến cây khác. Hiện tại con người ta chỉ còn lại chưa tới một kim. Hy vọng pháp vô tục. Có thể tìm được cái cảm giác, một chút cảm giác. Sắp sớp từ vàng qua đó xem mọi người diễn ra như thế nào rồi. Sau khi chuyển chức thì chỉ chút nữa là quên mất cái con số tiền nợ 150 vàng sắp đến hạn rồi. Thừa dịp đối phương còn chưa tới cửa, phải nghĩ cách kiếm tiền trong khoảng thời gian ngắn mới được. Sự thật là những người ta tịnh trọng thế giới thật sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà kiếp trước mình lại không có kinh nghiệm gì. Quá thật là nguy cơ và kinh tế. Lần sẽ đề ca, muốn đi tìm phòng tập phù sau. Em đi cùng với anh, cũng không vội việc gì. Vậy thì đi thôi. Ok. Tại khu phố thương mại cho thua cáp đồ. Được cái chuyện ngàn chứ. Tôi cảnh cáo lần cuối nhà, 10 bên cuối cùng rồi. Không có đổ vì sao, ai bảo lại không có nhìn. Mọi người chỉ được một bình thôi. Đây là nơi đăng ký IDER. Người ở sau chưa mua thì hãy chuẩn bị tiền trước. Chúng ta còn mấy bình ở dưới cấp sơ. Cấp sơ còn 6 bình. Cấp A và cấp B thì còn 3 bình. Tốt, ưu tiên bổ sung cấp A cho 12 bình. Đêm nay thì kế toán sẽ tặng thưởng cho mọi người 30% vất vả rồi. Không tại vấn đề, cảm ơn lão bán. Tôi có thể nhận hàng không? Này này nè, nhảy hàng cái gì chứ? Có biết lịch sự gì không vậy? Không được, mời anh. Phạm tập phù lão bản. Lão. Ui lão bản, cuối cùng anh cũng đã đến rồi. Để đã. Cô mối bây giờ là muốn mở rộng cửa hàng sao? Cửa hàng này mới mở chưa được 3 tháng, còn chắc chưa? Tôi chắc chắn còn nữa ông chủ à. Một mình tôi không thể giải quyết được nhiều chuyện như vậy. Nên tôi đã tự tiền thừa trước 3 trợ thủ luyện dược sư. Nguyên tắc thì lấy nhiều làm nhiều. Tuy hiệu quả tốt nhưng vẫn được không đủ nhân lực. Bởi vì không liên hệ được với ông chủ nên tôi cũng lấy một ít tiền lời đã mua thơm nguyên liệu. Nếu như có thể thì tôi muốn phiền ông chủ mở rộng mặt bằng cửa hàng, mở rộng diện tích còn có thông báo tuyển dụng liệu dược sư. Nếu như không thì thật là lãng phí lưu lượng khách hàng hiện tại. Được tôi biết rồi. Nhưng mà trước hết thì cho tôi biết tình hình cụ thể cửa hàng giờ trong khoảng thời gian này như thế nào. Được chứ ông chủ là như thế này. Sau một thời gian thăm dò trong giai đoạn đầu, tỷ lệ thành công với dược của tôi cũng đã tăng lên. Nhưng mà lúc đầu bởi vì chưa có danh tiếng nên tôi bỏ ra ít tiền thuê vài người giúp quảng cáo cửa hàng. Nhưng mà không ngờ hiệu quả lại rất tốt. Càng ngày càng có nhiều người đến mua dược. Vì khoảng cách mục tiêu đối quốc buôn bán mà ông chủ muốn quá xa xôi, tôi hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng. Tôi đã thuê 3 nhà bào chế dược đến đào tạo. Hiệu quả rất nhanh, mặc dù sức của cửa hàng đã tăng lên, nhưng tôi cảm thấy tốc độ này vẫn khiến cho ông chủ thất vọng. Bởi vì có một ông chủ mới có quyền nâng cấp và mở rộng mặt bằng của cửa hàng, nên tôi mới nóng lòng muốn mở rộng mặt bằng cửa hàng. Bằng cách này thì tôi có thể mở rộng chi nhánh và đào tạo nhân viên mới. Quả thực là một sự nhạy bén trong kinh doanh. Mình đã nghĩ rằng phàm tập phù trong kiếp trước nội danh và nhờ hiệu quả sản xuất của những loại dược đó. Có vẻ như bây giờ cũng không phải là nghề nhà chủ yếu khiến cô ấy trở thành dược vương. Vậy doanh thu của cửa hàng chúng ta trong khoảng thời gian này đại khái là bao nhiêu? Tôi cũng đã định nói cho anh. Tôi đã xin buộc định tiền lời vợ để của ông chủ, nhưng mà anh phải tự mình xác nhận mới được. Mỗi giao dịch được ghi chép lại cộng với ngày hôm nay thì tiền lời là 363 kim 65 ngân. 363 kim? Ông chủ làm anh thất vọng rồi. Mục tiêu của chúng tôi là 600 kim. Không cần là tốt lắm đấy. Hãy tiếp tục cố gắng đi. Tại thật đấy chứ, không hú dính là dược dương. Wow, thật là số kim tệ này không phải là tôi nghe lầm chứ. Lúc trước một ngày chỉ kiếm được có mấy tệ thôi. Thứ này xem là cũng quá lời rồi. Những yêu cầu cô ấy tự đặt ra cho bản thân đã vượt quá sức tưởng tượng của mình. Ngành sản xuất dược thật là đúng là một cái lãi kết xù. Nếu như thuận lợi thì mở rộng chi nhánh, chờ sau khi sàn giao dịch tài sản ảo
được mở sẽ tiến hành đầu tư. Vậy ông đây sẽ trở thành một thổ tài chủ của Thiên Ứng rồi. cái kia phần tập phụ à, bắt đầu từ ngày mai tôi sử dụng 30% của doanh thu của cửa hàng làm tiền thù lao chính thức ký hợp đồng hợp tác với cô. Tôi thấy được năng lực và cũng như tin tưởng vào phán đoán của cô. Ở 30% tổng doanh thu của tất cả các chi nhánh trong tương lai, chi phí mở rộng cửa hàng, thừa nhân đào sự, nhân sự đào tạo, nhà bào chế dược, tất cả đều tính cho tôi. Cô chỉ cần tiếp tục phát triển theo ý tưởng của mình. Nếu như cần gì thì cứ thông báo cho tôi trước. Qua thực sao ông chủ? 30% tổng doanh thu, nếu như chi nhánh mở rộng thêm 2 và hoặc thậm chí là chục chi nhánh, 30% doanh thu của tất cả các cửa hàng, vậy tôi đây không phải cô sẽ là phú bà siêu cấp ở trong tương lai đấy. Wow, thật sao? Ôi, thật đúng là làm cho người ta có sữa đâu nha. Nhưng mà có thể thực hiện được hay không, đó phụ thuộc vào sự cố gắng và cống hiến của cô. Đó, Phạm Tập Phụ. Việc buôn bán tuy nói là rất quan trọng, nhưng thân phận nhận ra giá trị của cô mới là mục đích chính ngay từ ban đầu. Tôi hiểu rồi, ông chủ. Tôi đến đây không phải là vì tiền. Tôi muốn trở thành dược vườn. Như là anh nói, tôi muốn làm cái gì mà anh gọi là đế quốc buôn bán. Bản thân tôi cũng chỉ muốn làm dược như vậy mà thôi. Không có gì sánh được với hiện thực hóa chính là ước mơ của mình. Wow, ánh sáng lý tưởng trôi mắt quá. Như vậy nếu như nhận lời ký hợp đồng đi, thì chỉ có thỏa thuận cụ thể hơn. Sau này không gần gọi tôi làm chủ, à dân ông chủ. Đây là lần đầu tiên mình lốc ao kể từ khi chuyển chức thành công. Cháu rậy dậy rồi à? Ăn sáng đi. Ăn xong buổi sáng thì ông sẽ nói chuyện với cháu chuyện đi học. À, đi học á? À, dạ. Cơ thôi mình, cơ bắp và gân cốt đang chuyển động dữ dội. Đại não thần kinh cũng điên cuồng nảy lên. Không, không đúng. Đi là thức tỉnh. Cơ thể là đang tiến hóa. Nhẹ cho con sao trước lần sách à? Đại não của mình thức tỉnh lại đâu đứng như vậy sao? Đâu, đâu quá, đâu quá. Dạ. Giá trị thức tỉnh thật là khủng khiếp mà. Con số này còn cao hơn người được phát hiện lần trước. Nói như giá trị thức tỉnh dao động cao hơn người đàn ông đó. À đồ, thân phận không xác định. Chẳng lẽ là thức tỉnh giả hoàn hảo tới khu ổ chuột sao? Xem ra phải đi một chuyến rồi. Lên sát à, cháu không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Làm cái gì vậy? Muốn phá nhà rồi bỏ trốn sao? Là mấy người? Nói chung là đã hết thời hạn 2 tháng rồi. Sợ mấy người bỏ trốn nên ông đây đã đến. Đã vất vả thủ ở đây cả một ngày. Tiếng ồn vừa nãy là mấy người làm có phải không? Đưa tiền đáng bân cung chích tiết đi. À, tôi ồn ào quá. Mấy người vừa mắng ai là bần cùng gì? Có dối thì lặp lại lần nữa xem. Sao lại không nói rồi? Hơi thở này là thức tình giả không sai, nhưng mà ký tức mạnh hơn rất nhiều với một vài thức tình giả trong tổ chức. Có vẻ như hắn vừa mới thức tỉnh. Mình cũng thật là xui xẻo mà. Cố tình hắn lại thức tỉnh vào đúng ngày hôm nay. Công trạng tháng này của mình. Nói đi. Phải rút trên đà. Người bình thường chứ dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào so sánh với người đã thức tỉnh. Giữ mạng mới quan trọng hơn. À, tôi nói. Vừa rồi là do tôi có mắt mà không thấy tái sườn. Đi cả được chấp nhận với người lô mãn như tôi. Rút kinh nghiệm. Ở đây, đây là công việc của tôi đó. Xin anh ấy bớt giận. Lần sách à, cháu
Sao cháu? Ông dạ, tôi vẫn ổn mà, yên tâm. Ừ, được được, cháu không có việc gì là tốt rồi. Vậy bọn họ à, cái đó đại ca à, vừa rồi chúng tôi quấy rầy anh dùng bữa sáng là chúng tôi không đúng. Chúng tôi cũng sốt ruột muốn hoàn thành nhiệm vụ lắm. Hiện tại có nhiều người vay tiền mà còn trả à, chúng tôi cũng đau đầu không còn cách nào nên mới có thái độ như vậy. Hơn nữa tiền mà chúng tôi thu được khi quay về cũng sẽ bị tổ chức lộ hết một tầng da bùng danh của lão đại của chúng tôi ở thua rỗ chuột này, anh cũng biết mà. Lão đại có mấy người lại tôi cũng biết, mà tôi đi gặp hắn ta. Anh nói thật sao? Mày nói trong thời điểm khẩn cấp này mà mày lại bị thương sao? Hát trại sắp bắt đầu rồi, mày nói tao đi đâu tìm người khác thì mày đi tham gia thi đấu đi. Clip biệt danh đồng khu ngon oai, một trong bốn lâu đài của khu ổ chuột. Tao đã nói là trận đấu này rất quan trọng rồi. Thức tỉnh giả tỷ lệ 12% chức nghiệp thức tỉnh giáp thành chiến sĩ. Lão đại à, tôi xin lỗi là do em không chú ý. Sau khi uống rượu với các anh em thì đầu óc không được tỉnh táo, phóng nhanh vượt ẩu. Em còn dùng cả mạng này đối thoại với lão đại, xin lấy tin em. Say rượu còn đâm xe làm gãy xương à? Lần này tỷ lệ thức tỉnh của mày vốn đã thấp hơn đối thủ, hiện tại mày hoàn toàn không có phần thắng. Nên như còn phải bây giờ muốn tìm thức tỉnh giả nguyên ý tạm giả hát trại quá khó, thì số phận của mày cũng phải như tình ngọc đó. Tuy rằng mày là thức tỉnh giả nhưng vẫn phải sợ những viên đạn có thể giết chết mày. Lão đại à, em nhất định sẽ, cho dù là mất cái mạng này em cũng sẽ chiến thắng trận đấu mà, cầm ngành để tha mạng. Anh thấy rồi chứ, đây là người đứng đầu đồng cùng của chúng tôi, hình tượng thì lãnh huyết giết người không chớp mắt, được mệnh danh là Chris đồng khu ngân phong. Thôi tiêu rồi tiêu rồi, trận đấu mà lão đã coi trọng lần này cũng như ngâm nước nóng rồi. Chắc bây giờ tâm trạng của anh ta rất tệ. Tôi thế nào cũng sẽ muốn ăn một viên đạn. Vừa rồi anh ta nhắc tới hát trại à, chắc là trận đấu ngầm hơn nữa thì chỉ có thức tỉnh giả mới có được tham gia. Nếu như trận đấu này quan trọng với anh ta như vậy, này tôi giúp anh đến thế nào? Đại ca đừng có đổ dầu vào lửa chứ. Tên khốn nạn, người mới này lại khi nào thì đến lượt hắn nói chuyện gì? Có thể nói cho chúng tôi biết chức nghiệp thức tỉnh của đối phương là gì không, điều kiện thắng là gì? Mày xác định là đang nói chuyện với tao? Tôi lại xin lỗi mà, tôi xin lỗi là khách hàng em mang đến, vốn là đến để bàn về khoản nợ với ông chủ. Tôi lại xin lỗi là hắn tự mình đi ra lâu đài à, không liên quan tới em. Một tên so với một tên càng ngu ngốc mà. Dạ. Anh ta nói đúng lắm, quả thật là không liên quan tới anh ta. Không phải vừa lúc đang thiếu một tư tình giả nguyện ý giúp anh đến hất trại sao? Tôi nghĩ rằng thực lực của tôi hẳn là có thể khiến anh vừa lòng. Những người khác đều đi ra ngoài cho tao. 150 vạn. Nếu như tôi giúp anh đánh thắng thì số nợ 150 vạn của tôi thế nào? Nếu như thực sự có thể đánh thắng, đừng nói 150 vạn, cho dù là 500 vạn thì cũng có thể xóa được. Hát trại lần này là một cuộc cá cược lớn với Nam Khu. Nếu như thắng, địa bàn mua bán của đồng khu của chúng tôi sẽ được mở rộng ra thêm một nữa. Lết mang lại thì ngồi sức tưởng tượng. Nhưng mà tôi muốn biết tỷ lệ thức tỉnh của cậu là bao nhiêu? Trong trò chơi cấp mấy? Còn có chức nghiệp thức tỉnh của cậu là gì? Tuy rằng con đường mình đang đi là pháp tắc, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có pháp thuật. Tạm thời coi như là sức mạnh thuần túy đi. Cấp 15 vừa mới thức tỉnh, tỷ lệ thức tỉnh thì tạm ổn, chức nghiệp thì đào tạc. Cái gì mà tạm ổn chứ? Còn nữa, cái cấp bậc này của cậu không có vấn đề gì chứ? Mà tôi cũng đã nói trước đấy, nếu như thua thì có thể chỉ chết. Hơn nữa, mỗi một lần thi đấu hát trại là một lần mùa bàn lớn đối với chúng tôi. Tôi không cho phép sự xảy ra sự cố. Y tạm biệt, làm theo những gì anh nói. Đánh thắng thì số nợ. Chỉ có thể là cậu ta sao? Nhưng mà bây giờ tôi tình giả tốt hơn nhiều một chút. Đều được chính phủ tuyển dụng, có điều kiện đãi ngộ vô cùng hào phóng, chưa kể đến người có tỷ lệ thức tỉnh cao. Vốn là lùi
Thì đấu hát trại này đã bị chính phủ nghiêm cấm rồi, mà thức tỉnh giả bình thường cũng còn muốn lưu lại lý lịch đen, tránh để ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, mình nghe nói được rằng đối thủ lần này là một xạ thủ với tỷ lệ thức tỉnh 23%. Xem, thân thủ của tên này rất linh hoạt, có khi có thể thắng. Đi thôi. Đi đâu? Không phải là tham gia hát trại sao? Chính là đêm này. Bây giờ xuất phát thì là vừa kịp lúc. Thức tỉnh giả. Không ngờ mình lại có thể bắt được một viên đạn bằng tay không. Lúc đó mình chỉ là hành động theo bản năng, mặc dù lòng bàn tay vẫn hơi đau. Nhưng mà khả năng của thức tỉnh chỉ có thể nói là mình rất ngạc nhiên. Kiếp trước, tuy rằng mình không phải thức tỉnh giả, nhưng ít nhiều thì cũng nghe thấy vài tin tức trong cuộc sống hàng ngày. Một thức tỉnh giả tự mình diệt một tổ chức khủng bố. Hai thức tỉnh giả là bởi vì bùng nổ xung đột đã phá hủy hơn một nửa thành phố. Và lúc đó luôn cảm thấy không thể nào hiểu được, không thực tế. Tất cả khả năng của thức tỉnh giả trong hiện thực, ngoại trừ việc không có trang bị trong trò chơi, thì các tự tính khác nhau hoàn toàn thì giống như trong trò chơi. Hiện giờ mình có thể cảm nhận được thân và thức tinh giả có vô vàn khả năng. Nếu như mà mình chơi pháp thuật đến cấp cao nhất, thì trong hiện thực có thể đạt tới cái độ cao như thế nào? Tôi muốn từ trong tay anh cướp đoạt danh hiệu người đứng đầu thiên ủng. Bất động ám vàng. Không chỉ trong trò chơi, mà tôi cũng muốn làm thức tỉnh giả đứng đầu thế giới này. Kiếp này tôi phải nghịch thiên cải mệnh đến tận cùng. Biết rõ bản thân sắp tham gia một trận chinh tử, nhưng lại không chút lo lắng nào. Vẫn rất bình tĩnh, tôi đã đáng không phục mà. Cậu ta nhìn cũng qua là 20 thôi, có chút thú vị. Tới rồi. Anh ngồi khỏe, mời vào. À, cậu ta là tay của tôi. Tôi là tay à, của anh có kết nối lóng ở nơi này sao? Nơi này là hát trại điểm, bí mật của khu ổ chuột. Theo như chế độ thành viên thì những người đến tham gia đều là những người giàu có quyền lực hoặc là có thân phận như tôi. Bởi vì quy định chỉ được mang một tay đấm của mình vào sân thi đấu, cho nên cái tay đấm bình thường cũng tự xưng là tay. Cho nên mỗi một trận đấu ở nơi này, hoạt động đặt tiền đều đặt cược che mấu người ngoài có phải không? Che mấu người ngoài. Đừng có nghĩ rằng chỉ có khu ổ chuột thì mới có trận đấu ngầm bẩn thỉu và đấm mấu như vậy. So sánh với hát trại đêm thì mấy cái tên nhà giàu này chẳng là gì đâu. Chỉ là con cậu thấy chưa qua mà thôi. Sắc mặt của tính già giàu và quyền lực có điên cuồng hơn cả chúng ta rất là nhiều. Chúng ta tới rồi. Thế nào? Tiếng la hét ở đây là tiếng núi bị kiềm nén nhất ở trong khu ổ chuột, khiến cho những người khác nhỉ sôi trào trong vô thức, có đúng không? Không ngờ dưới này lại có một không gian lớn như vậy. Đi, mang cậu đi thấy cái xấu và cái ác ở nơi này. Tôi không còn phải biết cái xấu và cái ác ở nơi này. Nè, con khùa, nghe nói đêm nay cậu và Tiếu Diện Hổ có đặt cược. Thật không thú vị mà, sao không rủ tôi? Phố An Táng bị dành phận giả, một trong bốn lào đài của khu ổ chuột, Tây Khu. Đây là lào đài của Tây Khu, Phố An Táng bị dành là phận giả. Mà Tiếu Diện Hổ mà cậu ta vừa nói chính là lào đài nằm ở khu đánh cược với tôi lần này. Chứ có Đông Khu và Nam Khu chúng tôi. Nếu như thơm các tỷ khu cậu nói thì công thú gì hả? Ồ, nếu như có lòng hợp tác thì vẫn có thể hợp tác thôi. Đây là tay lần này của cậu sao? Tôi nhớ không phải là người cao to tóc húi cùi sao? Lâm thời thì có biến, đổi người rồi. Ồ, cẩn thận chút đấy, Tiếu Diện Hổ. Lần này là có chuẩn bị mà đến. Nghe nói anh ta đã thừa được một thức tỉnh giả chiến sĩ có tỷ lệ thức tỉnh 36% từ khu vực người giàu. Thực lực rất mạnh. Đã đấu 7 trận hát trại, 6 trận thắng và 1 trận thua. Cái gì? Tỷ lệ thức tỉnh 36%? Khốn nạn mà. Hắn ta vậy mà mời được người thức tỉnh tỷ lệ cao như vậy. Nếu như là sở thủ tỷ lệ thức tỉnh 23% tới nhất này có thể chiến đấu với đối thủ bằng tốc độ kết hợp với còn chiến. Nhưng mà nếu là chiến sĩ sẽ không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc lần thật trong kỵ vào cái tính đạo tạc này không đây? Tiếp theo chính là màn quan trọng nhất của đêm nay. Màn đặc cược của lâu đài Đông Khu Ngân Khuê của chúng ta.
và lão đại Đại Nam Cù Tiếu Diện Hổ. Vậy thì xin mời hai vị thức tỉnh giả. Một bên sẽ là thức tỉnh giả chiến sĩ biệt danh lập Rắn Can Ti In, đã từng làm già 7 trận đấu và 6 trận thắng và 1 trận thua. Rankin. Bên kia là thức tỉnh giả đạo tặc không có biệt danh, cũng không có kinh nghiệm nào chiến đấu. Chỉ sợ là Trần Rèn Tiền chỉ dùng hai ngón tay là đã bất chết rồi đó. Chà, mà nói chung quá như là phiền phức lớn. Ai không biết lượng sức mà ngon khờ. Tôi còn nghĩ rằng lần đặt cược này cậu suy nghiêm túc, hậu bối cậu làm cho tôi thật là thất vọng. Biết anh lớn tuổi rồi nhưng chưa xứng để làm tiền bối của tôi. Lý Kiệt Tử bị giành Tiếu Diện Hổ, một trong bốn lao đài của Nam Khu Ổ Chuột. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Rằng kỳ tin à, người được tôi mời đến từ người khu dầu, cho dù là kinh nghiệm hay là thực lực đều khiến cho tôi rất vừa lòng. Tức là đấu tì đôi không mạng chớ, sống hay chết, vũ khí đã sẵn sàng. Trận đấu bắt đầu. Dao động tiếng đập. Xem ra không muốn đối thủ lấy được vũ khí, không muốn danh là tán kiên, kinh nghiệm phong phú. Đạo tặc chỉ có thể lùi xuống và né tránh thôi sao? Muốn đối phó viên hàng tà, mình không cần về vũ khí. Tốc độ hiện tại của mình không chậm, ít nhất thì có thể bắt được viên đạn. Đủ nhanh, cho dù là tay tròn, cũng có thể gây ra thương tích càng lớn. Cái tên đạo tặc buồn cười này, tao sẽ lấy cái rìu lấy mạng của mày. Wow, Randy đã tấn công rồi, liệu đạo tặc có thể dựa vào sự linh hoạt tránh được cái cú này hay không? Tên không biết trời cao đất rộng, sao không di chuyển đi? Hay là sợ tới mức mà không dám di chuyển rồi? Thứ mình cần lo lắng. Cái gì? Một chiều nóc áo rồi. Thứ mà tôi lo lắng là phải ra chiều như thế nào mới không giết luôn anh. Đây, có vẻ như tên này không đặt quá nhiều thuộc tính vào khả năng phòng ngự khi theo đuổi chức nghiệp chiến sĩ, trừ khi có kỹ năng siêu việt. Nếu không, sau khi thức tỉnh gặp phải những chức nghiệp có tính bùng nổ cao thì rất là nguy hiểm. Nè, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại gì vậy? Tôi không nhìn lầm đúng không? Thắng rồi. Quả thật là một kích không gì sánh kịp. Wow, thức tỉnh giả đạo tặc đã thắng rồi. Đã xong rồi, về đi, tôi còn có việc. Làm tốt lắm, xem ra lần này mình tìm được báu vật rồi. Tiêu Diện Hổ như anh đã thấy đấy, là tôi thắng. Đánh cược ngay lập tức cái hiệu lực. Sau này các anh em của đồng khu trong tôi sẽ có kinh doanh ở địa điểm do Nam Khu của anh chỉ định đấy. Sau này làm phiền anh rồi. Sao lại có thể chứ? Chứa tiệt mà. Tức là xả khuấy. Nè, cậu có thấy cái bộ mặt tức cười không biết làm sao của Tiểu Diện Hổ hay không? Hôm nay thật là sảng khoái mà. Đêm nay hắn ta xem chừng là muốn ngủ cũng không ngủ ngon nổi rồi. Vậy thì 150 vạn kia thấy như thỏa thuận. Còn nói chút tiền ấy là bây giờ số bỏ hết. Tôi sẽ đưa cho cậu thêm 100 vạn nữa, coi như là cả nhận ngân khuê tôi cho cậu xem như là xong. Tên nhóc này mới thức tỉnh mà đã có biểu hiện ấn tượng như vậy, tiền đồ đúng là vô tận. Phải làm thân với cậu ta. Tuy rằng hơi tiếc, nhưng với cái loại người hai tay ăn thịt người như vậy thì món quà vô lý này không thể nhận. Xem như là thuận tay đi. Tâm ý của anh tôi nhận, nhưng 100 vạn thì không còn. Nhưng mà nhà của lão già, nhà tôi vì mấy cái tên đàn em nóng tính của anh đã biến thành một đống đổ nát rồi. Oan quá, rõ ràng là do cậu tự làm mà. Vì nhỏ, vì này anh em đang sách à. Đây không cần quan tâm, để tôi xử lý tốt. Đúng, nhà của ông già đó và cậu thanh niên đó, đúng vậy. Xây lại theo cách đó đi. Đã xong rồi, cấp dưới của tôi sẽ xử lý nhanh nhất có thể, đừng có lo lắng. Anh em đang sách à, hiện tại thời gian không còn sớm nữa. Đêm nay đã anh ngon khùa đi, mang cậu đi thư giãn một chút đi. Hôm nay có rất nhiều em gái bên ngoài người giàu bám đi tôi. Cái thất lưng này cũng phải cố gắng thôi.
Xin lỗi nha, tôi không hút thuốc. Cái lỗ thư giãn này không thích hợp vì tôi. Về nhà đến một giấc còn thoải mái hơn. Cảm ơn anh. Công việc thực phục trang trái này đúng là không đơn giản. Không sao, nghỉ ngơi một cho tốt là được rồi. Sau này người em làm sách à? Có việc gì còn hỗ trợ thì chỉ còn gọi một tiếng thôi, ngon cơ tôi sẽ đến giúp. Dễ nói thôi. Vậy thì cảm ơn. Ngay từ đầu cậu ta đã không vì thân phận lão đại ở đông khu mà e ngại mình. Chỗ tôi trong ngõ nhỏ chật hẹp lắm, thả tôi ngay từ ngã tư là được rồi. Không đến mức, không phải cô trường quá rồi sao trời? Đến đi. Là lần sách sao? Lần sách cháu về rồi. Cháu còn sao chứ? Bộ họ có làm gì cháu không? Có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là con số nợ được năm xưa thì ông có thể yên tâm rồi. Nhưng mà có một nhóm người rất cao lớn lên đây, hơn 10 người. Bọn họ còn cầm công cụ ở trong hỗn loạn lắm. Ông cũng rất hoang mang, con tưởng lấy cái mảng da này cũng tiêu luôn rồi. Nhưng mà kết quả bọn họ lại xây dựng và trang trí lại ngôi nhà của chúng ta. Xong thì chưa nói lời nào đã bỏ đi luôn rồi. Vậy giờ tôi cũng cứ yên tâm. Được rồi, có thể nói là hiệu suất rất cao đó, đi có một ngày thôi. Là sao ạ? Vậy 150 vạn kia cháu trả như thế nào? Không làm có gì cháu chứ? Ông dạy tạm đi cháu, chúng ta không còn nợ tiền nữa. Chứ giúp bọn họ làm một chút việc thì ổn thỏa cả thôi. Ôi, cảm ơn cháu nhà lần sách à. Vậy ông già này không còn phải tò mò hối thơm nữa rồi. Ông cũng thấy đứa con đã mất, cảm ơn cháu. Ông già không cần phải tính toán chút gì nhỏ này đâu. Nếu như không có ông thì cháu cũng đã sớm chừng chết ở đầu đường xó chợ rồi. Không phải ông đã xem cháu là người trong nhà sao? Là cháu phải cảm ơn ông rồi đúng chứ? Được, là người nhà. Đúng rồi, cháu cũng phải đến trường báo cáo đi. Thủ tục ông đã lo cho cháu xong rồi. Ông nói cháu là cháu trai của ông, nó mới có tờ trình xuất miễn phí học ở cao trung cấp 3. Chàng trai trẻ à, trong bụng có chút chừng mực nước thì vẫn tốt hơn. Cao trung cấp 3 là vùng mệnh sao? Kiếp trước cũng là cao trung cấp 3, đó là nơi có rất nhiều kỷ niệm. Đúng rồi, bọn họ cũng đã đổi cái này cho cháu nè. Ông thì không hiểu lắm nên vẫn giữ ở đây. Mũ vết trời trời kỹ năng thế hệ thứ hai. Ui tốt, cái này còn tốt quá rồi. Mũ giáp trời tự hài không chỉ là có thể cải thiện độ cảm giác chân thật trong trò chơi, còn tạo ra một bước nhảy vọt về hình ảnh, thị giác và hoạt động trực quan. Hơn nữa, trong quá trình chơi có thể dòng điện lồ sẽ được giải phóng để điều chỉnh các chức năng khác nhau của cơ thể. Thiết bị tốt thì mới có thể thực hiện các động tác càng tinh vi hơn. Kỳ trước cho dù mình muốn thì cũng không dám nghĩ tới. Mình nhớ cái này thì mới ra tận cũng đã 12 vạn thì mới có thể mua được. Sau này trong trò chơi mình phải chăm chỉ hơn nữa rồi. Ông già cháu vào game đây, ông cũng đi nghỉ sớm một chút đi. Của lên nhà lần sách. Không có danh là một giáp thế hệ thứ hai, cầm lên cảm giác tin tưởng hơn rất nhiều. Ngoài ra con có phản hồi cảm giác sắc nét hơn, điều này cũng rất tốt khi chiến đấu. Nè, tôi nói cậu chứ, cái người đấy một tháng không gặp lại đột nhiên xuất hiện của trường tới như vậy. Sau khi giải quyết cái vấn đề trong thế giới thực, thế giới này của mình cũng nên bắt đầu thôi. Gặp lại một ảnh hoàn toàn mới. Lân sách đại ca, anh đã tới rồi. Gờ, tốt nhất là cậu nên giải thích cho tôi tại sao một tháng này cậu lại biến mất. Nhìn vào mục tiêu trong một tuần phải leo lên bán xếp hàng rồi. Đội ảnh tập hợp. Lân sách đại ca, anh tới rồi. Vườn hoa công hội trên miễu, đã lâu không gặp. Tiết Hải Vũ, cái cậu đã đốt trang bị hết rồi. Cậu bớt giùm cái đi, con có tiêu tư lờ gọi chúng tôi lên đây tập hợp. Cậu tưởng là cậu số tài khoản không chơi nữa chứ? Lần sau là nhiệm vụ chiến chức của cậu rất đặc biệt sao? Phải mất tận một tháng. Nói ra thì dài lắm. Nhiệm vụ chiến chức của tôi chia thành nhiều giai đoạn, nội dung đối với vô số phó bản sao của mình. Bởi vì phải cộng dồn phần thưởng của các giai đoạn nên tôi lại cho đến khi hài lòng thì thôi. Cái gì? Nhiệm vụ chuyển chức đúng là kỳ lạ. Quá nhiều hệ thống chỉ nhiệm vụ khác nhau dựa trên đặc điểm của mọi người. Có tôi là nhiệm vụ giải cứu nào bây giờ,
So với quy định nhiệm vụ lạ lùng của cậu Hường thì ổn hơn nhiều. Lần này cậu bảo chúng tôi tập hợp là có kế hoạch gì sao? À, một là lâu quá không gặp các cậu. Hai là muốn hẹn các cậu tuần sau tham gia phó bản công hội. Phó bản công hội? Tôi và Hắc Vũ đâu ở trong trái miễu đâu. Bởi vì thế, đến lúc đó thì nhờ các cậu tạm thời gia nhập trình miệu nhé. Đến khi đánh xong vào bản thì các cậu có thể rời khỏi lúc nào cũng được. Các cậu không có tham gia công hội có đúng không? Tùy cậu, đảm bảo thứ gì là được rồi. Hả? Không được. Tôi có công hội nhóm rồi. Quy định của hội nhóm là không được tùy ý gia nhập công hội. Yên tâm đi, một ngày thôi, hơn nữa tôi tin chắc khôi thử tà đạo của làng nhà cũng sẽ tham gia. Còn tôi đi phục thù, cô thấy sao nào? Cái tên mặt dày mũi vàng ác đó cũng tham gia có đúng không? Được đó. Lần này chị để chị đi đến cho hắn rủng hết rằng tôi tham gia. Hay quá, đôi ảnh lâu lắm rồi chưa làm được cái nhiệm vụ chung. Tôi phải tận dụng một tuần này để kỳ cấp các cậu lần sách à. 2 tháng rồi, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Cấp 23. Cậu vẫn còn nhớ lời hứa của tôi vẫn thích đấu ảnh chưa? Ôi, giới mặt quẩn. Dạo này không thấy ảnh đâu, anh đã đi đâu đó? Và anh đã tới cấp 23 rồi kìa. Ừ? Người này là ai vậy? Chấp nhận lời thách đấu của tôi đi. Lần sách, lần này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sân sâu công hội trời miễu. À, 1-1 sao? Để tôi đánh cho. GG là một người bạn ở trong công hội, anh ấy không cam tâm chịu thua. Còn vì việc anh ấy thách đấu với ai thì phải xem ý của anh ấy thế nào. 2 tháng này mình đã dốc sức đi tàn cấp, cuối cùng cũng thuận lợi chuyển chức thành công. Thành viên đội ảnh thực sự rất mạnh. Nhưng mình đã được xếp vào nhánh đào tạc dùng cụ. Mình tự tin có thể đấu với họ một trận. Với Mạc Quân, anh muốn thách đấu với ai? Tôi muốn thách đấu với 2 người. Một là Tiểu Đệ Tử, 2 là cậu. Lần sách.